Trẻ 3 tuổi bị táo bón nên ăn gì? Những món ăn mẹ cung cấp cho bé ăn trong bữa ăn hàng ngày quyết định nhiều đến khả năng tiêu hóa cũng như hấp thụ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nhưng không phải mẹ nào cũng biết cách bổ sung dinh dưỡng cũng như xây dựng được chế độ dinh dưỡng phù hợp cho con. Tại video này, tôi sẽ đưa ra cho mẹ những gợi ý về thực đơn dinh dưỡng dành cho bé 3 tuổi bị táo bón. Dấu hiệu nhận biết trẻ bị táo bón. Trước khi trả lời câu hỏi trẻ 3 tuổi bị táo bón nên ăn gì, Mẹ chọn được những thực phẩm thích hợp và lên được thực đơn dành cho con. Trước tiên mẹ phải kịp thời phát hiện con đang bị táo bón. Dựa vào một số dấu hiệu dưới đây để biết con có đang bị táo bón hay không. Tần suất và thời gian bé đi ngoài. Thông thường, trẻ 3 tuổi thường đi vệ sinh nặng với tần suất trung bình một lần một ngày. Nếu bé đi ngoài với tần suất ít hơn 3 lần một tuần nghĩa là bé đang táo bón. Bên cạnh đó, thời gian mỗi lần bé đi ngoài kéo dài cũng là dấu hiệu cảnh báo bé đang bị táo bón hành hạ. Do phân khô cứng, vón thành cục nhỏ nên nhu động ruột không thể đẩy được ra ngoài. Kết quả là trẻ không có cảm giác buồn đi vệ sinh hoặc không thể đi ngoài được. Bé sợ đi vệ sinh Những em bé 3 tuổi khi bị táo bón thường sợ đi vệ sinh. Bởi đầu phân khô, cứng khiến cho bé khó đi ngoài. Bé phải dồn sức để dặn gây cảm giác đau đớn, căng thẳng, sợ đi ngoài, thay đổi tính chất của phân. Dấu hiệu để mẹ dễ dàng nhận biết được con có bị táo bón hay không chính là dựa vào thay đổi tính chất của phân. Nếu như con đi vệ sinh mà phân nhỏ, vón cục giống như phân dê, khô cứng lại thì có nghĩa là con đang bị táo bón hành hạ. Những thực phẩm và dinh dưỡng cần thiết cho bé 3 tuổi bị táo bón. Để giải quyết dứt điểm tình trạng táo bón ở bé 3 tuổi thì việc bổ sung thực phẩm và dinh dưỡng là rất quan trọng. Bởi chúng vừa cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể của bé lại vừa giúp giảm gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Trẻ 3 tuổi bị táo bón nên ăn gì, nhóm chất dinh dưỡng cần thiết khi trẻ 3 tuổi bị táo bón nghĩa là phần phân được thải ra trong ruột già di chuyển lâu hơn sơ với bình thường. Lâu dần, phân sẽ cứng lại và đầu phân to ra. Trước hết mẹ cần bổ sung lượng nước đủ cho cơ thể của bé. Tùy vào cân nặng cũng như thể trạng của trẻ mà mẹ bổ sung lượng nước cho phù hợp. Bởi lượng nước đủ sẽ khiến cho phân mềm ra, bé dễ đi ngoài hơn. Bên cạnh việc bổ sung đủ nước cho con thì mẹ đừng quên nhóm chất xơ khi trẻ 3 tuổi bị táo bón. Chất xơ là một trong những nhóm chất dinh dưỡng giúp cho ruột hấp thụ nước tốt hơn. Bên cạnh đó, chất xơ còn làm tăng hoạt động của nhu động ruột, kích thích thành ruột hoạt động và co bóp. Từ đó, chất thải được đẩy ra ngoài nhanh hơn, dễ dàng hơn. Chất xơ có rất nhiều trong rau xanh, trái cây và củ quả. Mẹ có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày cho con những thực phẩm nhiều chất xơ như táo, chuối, cà rốt cam, ngũ cốc yến mạch. Trẻ 3 tuổi bị táo bón nên ăn gì, những thực phẩm cần bổ sung? Khi xây dựng thực đơn cho bé 3 tuổi bị táo bón, mẹ đừng quên bổ sung những thực phẩm sau đây vào bữa ăn hàng ngày cho cho con nhé. Bánh mì. Bánh mì là một trong những thực phẩm mẹ không nên bỏ qua khi con bị táo bón. Bởi trong bánh mì có chứa hàm lượng lớn tinh bột và chất xơ. Nó đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa của bé. Việc cho bé ăn bánh mì sẽ giúp bé đi ngoài dễ dàng hơn. Nhưng mẹ chỉ nên cho bé ăn những loại bánh mì nguyên cám. Bánh mì ngũ cốc Hạn chế cho con ăn bánh mì ngọt bởi hàm lượng đường cao sẽ làm cho gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như hệ răng của bé. Thực phẩm có lợi khuẩn. Trẻ 3 tuổi bị táo bón nên ăn gì? Sữa chua là một trong những thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn cho bé 3 tuổi bị táo bón. Bởi trong sữa chua có chứa hàm lượng lớn lợi khuẩn tốt cho đường ruột và hệ tiêu hóa của bé. Ngoài sữa chua, cốm tiêu hóa và men vi sinh là những lựa chọn mà chuyên gia khuyến khích cho bé bị táo bón. Mẹ nên lựa chọn cốm tiêu hóa Amano Enzyme Gold để đánh bay nỗi đau đầu vì con bị táo bón. Bởi sản phẩm mang đến 8 tỷ lợi khuẩn và các enzyme tiêu hóa thiết yếu. Chúng vừa đủ để thiết lập lại cân bằng và nâng cao hiệu quả tiêu hóa của đường ruột. Amano Enzyme Gold còn cung cấp các yếu tố vi lượng, vitamin và khoáng chất để bé ăn uống thêm ngon miệng. Kiên trì sử dụng sản phẩm, mẹ sẽ nhận thấy đường tiêu hóa của bé tốt lên rõ rệt. Ngũ cốc bạn từng băn khoăn rằng ngũ cốc khô khan là vậy thì làm sao giúp ích được cho hệ tiêu hóa của bé? Liệu cho bé ăn ngũ cốc có cải thiện được tình trạng táo bón hay không? Nhưng ngũ cốc được xem là thực phẩm vàng cung cấp hàm lượng chất sơ lớn. Việc mẹ bổ sung cám yến mạch, ngũ cốc nguyên cắm, lúa mì vụn đặc biệt hữu ích cho những trẻ đang bị táo bón. Rau và trái cây. Trẻ 3 tuổi bị táo bón nên ăn gì? Mẹ đừng quên bổ sung rau cũng như hoa quả vào thực đơn hàng ngày cho bé. Bởi nhóm thực phẩm này rất giàu chất xơ và những vitamin hữu ích cho cơ thể cũng như hệ tiêu hóa của bé. Những loại hoa quả, rau củ tốt cần kể đến như súp lơ xanh, cải xuân, các loại đậu, ngô, khoai tây, cam, táo, chuối. Ngoài ra, thay vì bổ sung dinh dưỡng từ đạm động vật, mẹ có thể cho con ăn các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu hà lan. Trẻ 3 tuổi bị táo bón nên ăn gì? Hy vọng những thông tin này đã giúp mẹ có được những kiến thức hữu ích trên hành trình nuôi con khôn lớn. Việc quan trọng là mẹ và bé cần phải kiên trì trong việc thay đổi thói quen ăn uống để đánh bay nỗi lo táo bón. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929 197 777. Follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.